Nông cơ Đức Châu Đắk Nông, kính chào bà con. Hôm nay em xin giới thiệu với bà con cái con máy sới. Nó dòng mini trung trung Honda F310. Con này hàng máy hệ nha bà con. Máy hệ nhá. Chuyên sới sau, phay sau này. Honda F310, con này còn cực kỳ đẹp luôn. Chất lượng của rất cao. Máy hệ này thì em vừa mới xịt sơ sơ đi cho nó thôi. Tay lái của nó, cái đồ thằng này thì nó làm rất là cứng cáp này. Bạn con nào mua về có thể là tháo cái bánh này ra, mình có thể gắn được cái bánh lồng hoặc là bánh bấm, mình có thể bừa dưới ruộng được ạ. Đấy, bừa dưới ruộng cực kỳ ngon luôn này. Đấy, không thì có cái thằng dàn phay sau của nó đây, thằng này có thể phay tạt ok luôn bà con nhé. Là cái độ tạt của thằng này thì nó cũng bình thường thôi, nói chung là nó cũng lên được luống, nhưng mà luống nó không phải chuyên về tạt lắm, mà nó vẫn lên được luống. Dòng mini này, dòng trung trung này. Đấy, sơn chứ các thứ còn zin nguyên nha bà con, chưa có đụng chạm gì máy móc. Cái này em vừa mới xịt sơ thì em quay cho đẹp đẹp thôi, chứ không phải là em làm video rồi để em đấy đợi, em chỉ quảng cáo giới thiệu con này thôi, chứ chưa phải là cái con sản phẩm hoàn thiện đâu ạ. Con này bảng điều khiển đây đấy, có cây côn, cây côn đây, tay côn đây, công tác đây, tay ga đây, số thì nó có đây, 1, 1, 2, 3, 3 số tiến, một số gia, một số lùi á. Còn đây nó là máy động cơ Honda UHV, thì nói chung là động cơ UHV bà con nào mà đã biết rồi đấy, thì nó nổ êm lắm, và dòng Honda, nhất là dòng Honda này nữa, còn cực kỳ êm luôn. Đấy, dòng này rất là hot đấy. Bà con nào mà mua như nào thì cứ liên hệ với em, số điện thoại là 0326 536 152, hoặc kết bạn Zalo, em có thể gửi video test máy các thứ cho. Bà con nào muốn cần loại như thế nào thì cứ alo cho em. Cần loại là sới thủng phi hay là sới tạp, cái thứ như thế nào cứ alo cho em. Bên em mình các loại máy móc về máy sới, máy cào cào, sới tạp, loại thủng phi, nói chung là sới trước sới sau đầy đủ hết ạ. Bà con nào mua thì cứ liên hệ với trực tiếp với em, số điện thoại hoặc Zalo, hoặc cứ nhớ máy cho em sẽ gọi lại nha. Vâng. Chào bà con.